Xin chào khán giả kênh Khương Dừa, xin chào mừng quý vị đến với chương trình Trí Khôn của ta đây, phát sóng vào lúc 20 giờ thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên kênh Khương Dừa. Và hôm nay là số tiếp theo và chúng ta hãy đón chờ xem người thí sinh của chương trình hôm nay là ai nha. Mời bạn. Chào mừng em đến với chương trình Trí Khôn của ta đây. Đi tới chương trình này em có mang theo Chí Khôn không? Dạ có chứ anh, Chí Khôn em lúc nào cũng tỏ ra rất là thông minh anh ạ. Đây đây anh thay đầu cho cô. Chào khán giả đi. Xin chào tất cả khán giả của chương trình Chí Khôn của ta đây. Em xin tự giới thiệu em là Trần Thanh Trương. Hiện tại thì em đang là nhân viên văn phòng và là một hot boy tự do. Em bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay không giấu gì anh, năm nay em mới 22 tuổi đầu thôi. Em nhỏ hơn anh 2 tuổi. Vậy em xin chung là em có người yêu chưa? Dạ. Em có người yêu chưa? Chưa anh. Hình như anh thấy em quen quá, hình như anh gặp em một cái chương trình nào nổi tiếng lắm. Dạ. Không? Cũng không giấu gì anh thì em mới được giải 100 triệu trong chương trình Thách Thức Anh Hài. Làm cho tất cả danh hài. Triệu Việt Nam hả? Vâng, 100 triệu đồng. Rồi, đến với chương trình này thì em, nếu mà em trả lời được một câu hỏi, em sẽ thắng 100.000 đô. Em trả lời được 10 câu, em sẽ thắng được 1 triệu đô. Đó, vâng. Và em có 10 câu hỏi và mỗi câu hỏi thì em phải trả lời trong vòng 10 giây. Vâng. Còn nếu mà em trả lời sai một câu hỏi thì em sẽ gieo mình xuống cái dòng sông Ly Biệt này. Đó, vâng. Đây là một dòng sông Ly Biệt. Đây là một phim trường rất là đặc biệt. Vâng. Chỉ có đầu tiên trên thế giới thì không có phim trường nào mà nó mở mà thoáng mà kế bên sông nước mà nó hữu tình như thế này á. Thực sự thì em trước khi đến với chương trình và đến đây rồi thì em cảm thấy rất là choáng ngợp với cái độ hào nhoáng của phim trường. Em chưa thấy cái phim trường nào mà em nhìn chắc khoảng tầm 10.000 hecta đó anh. 10.000 hecta. Anh ba 1.000 người đào đây nè. Còn mấy cái này dựng là cũng phải mấy ngàn người đó. Vâng. Trong thời gian mấy năm á. Đào tiền. Nói chung là anh đầu tư rất là lớn. Mọi giải thưởng không là anh thấy là kinh khủng mà. Và kèm theo giải thưởng là mỗi chương trình sẽ tặng cho em 2 bịch dầu gội với lại sữa tắm. Dạ. Để em tắm giờ anh nghĩ chắc chắn em thế nào em cũng nhảy xuống đây à. Không có đường nào đâu. Em... cái sự thông minh của em đó. Vâng. Bây giờ mình đến với câu hỏi đầu tiên, em có sẵn sàng chưa? Vâng, em sẵn sàng. Nhưng mà trước tiên thì cho em làm câu thơ được không ạ? Được, được. Với cái khung cảnh như thế này em cứ làm một câu thơ đi. Với cái khung cảnh nên thơ chữ tình này thì em có một câu thơ. Tôi muốn tắt nắng đi cho màu đừng nhạt mắt. Tôi muốn buộc chân tôi lại để không phải nhảy xuống đây. Một câu thơ rất là xa máy. Rất là phù hợp với em làm sao phải không? Vâng. Rồi bây giờ em sẽ chuẩn bị câu hỏi đầu tiên nha. Dạ. Và bây giờ theo anh biết là bây giờ là 1 giờ trưa và nắng trên đỉnh đầu xuống rất là nắng. Rồi bây giờ mình nhảy xuống dưới là anh nghĩ là nó sẽ sôi ụt lên luôn á. Vâng. Rồi em thấy MC của chương trình như thế nào? Nói chung là không có gì để nói cả. Thấy dễ thương không? Thấy không? Đến chương trình này còn có trái cây ăn nữa mà cũng ớt nữa. Rồi, hy vọng là em sẽ chiến thắng được 10 câu hỏi. Và bây giờ câu hỏi đầu tiên. Tập trung nha. Dạ. Gắng cố gắng trả lời nha, đừng có bỏ cho qua uổng nha, trả lời đúng sai cũng được. Rồi. Câu hỏi đầu tiên của bạn Thanh Trương đến từ Thanh Hóa, bắt đầu. Có một cái rổ táo. Trong cái rổ có 3 quả. Làm sao chia cho 3 người, mỗi người một quả mà vẫn còn một quả trong một cái rổ. Bắt đầu. Chị con của ta đây. Trả lời chưa gì chẳng nhảy xuống luôn rồi. Chưa hết giờ nó đã nhảy xuống luôn rồi. Một câu hỏi rất là khó khăn. Em trước khi đến đây em đã xem format của chương trình rồi. Chưa gì chẳng em nhảy xuống dưới luôn vậy. Phải cố gắng trả lời chứ. Thực sự trong cái lúc giây phút căng thẳng đó là em không thể nghĩ ra cái gì. Đây là người chơi đầu tiên mà bỏ cổ chạy lên người đó. Sau khi mà nghe được câu hỏi thì bạn ấy tự nhảy xuống luôn, không cần câu trả lời luôn đó, bởi vì bạn ấy biết là bạn ấy trả lời cũng sai.
để bớt 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 quê thì bạn nói là bạn chống chế là bạn là người rất là can đảm và bạn nhảy xuống trước luôn. Em muốn nghe câu trả lời không? Tất nhiên ạ. Câu hỏi là có một rổ táo, trong rổ có 3 quả, làm sao chia cho 3 người mà mỗi người một quả vẫn còn một quả trong rổ. Thì có 3 quả táo nè, em quả, anh quay phim đó quả, còn quả thì để trong rổ đưa anh thôi. Thì còn một quả trong rổ đó chia 3 người. À, đơn giản chưa? Em chưa dễ thôi. Dễ dễ hiểu chưa? Rồi em hiểu. Dạ hiểu chưa? Dạ. Rồi có phục con trả lời chưa? Có, em phục chứ. Đó. Thì có 3 quả táo chia cho 3 người mà làm sao chỉ còn một quả nó ở trong cái rổ được rồi thì chị đưa cái quả táo cuối cùng trong cái rổ đưa cho bạn kia thôi. Hiểu chưa? Có lẽ em đã quá vội vàng rồi. Đúng rồi, em nói là làm gì cũng gì đừng nên vội vàng, mình phải cố gắng suy nghĩ. Mình chơi này phải mang theo chiếc khôn. Chiếc khôn của em đâu, em có chuẩn bị sẵn sàng chưa? Rồi anh. Rồi, đây là câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi tiếp theo, em sẵn sàng chưa? Em sẵn sàng. Em phải cố gắng em trả lời chứ em bay trước nhảy xuống dương vậy. Giống như em là vâng. Em không dám đối mặt luôn. Câu hỏi thứ hai. Gần Tết, bạn muốn gửi một khúc gỗ dài 1 mét cho người thân ở quê, nhưng nhà xe đông khách nên không nhận đồ dài và rộng quá 50cm. Bạn phải làm sao để nhà xe chịu nhận chở khúc gỗ mà không phải tổn hại gì đến khúc gỗ? Bắt đầu. Em mất 5 giây, em mất 6 giây, em mất 7 giây, 8 giây, 9 giây, 10 giây. Rồi hết thời gian. Em có khúc gỗ nè, 1 mét mà nhà xe không cho chở cái khúc gỗ mà để 50m, quá 50m thì làm sao em chở khúc gỗ đó mà không tổn hại nó? Thì em dựng đứng lên. Đúng chưa? Thì em dựng đứng lên, em khỏi để dài thì nó quá 50m thì không được, thì em dựng đứng lên. Xe em dựng đứng lên 51m được mà. Hiểu chưa? Rồi, bây giờ nhiệm vụ của em là quy sinh xuống dòng sông Ly Biệt. Rồi mời em. Hai câu hỏi của em diễn ra rất là chóng vánh. Em nhảy một cú thật là đẹp coi, để lại ấn tượng trong lòng khán giả coi. Tôi là ngoài giữa đám đông, nhưng khi một mình thì lại không. Cô tôi ra là mình ổn, những sâu bên trong nước mắt là biển. Chiếc khôn của ta đây rồi. Nhảy hồn mặn một con cá lên nó cười. Con gắng bắt một con cá, hồ này cá được nhiều lắm đó. Anh nuôi cá nhiều lắm đó. Cố lên, cố lên. Bạn Trương, người đến từ Thanh Hóa đã thắng thức tinh hài 100 triệu. Và hôm nay bạn đến với chương trình Trí Khôn của ta đây với hai câu hỏi đầu tiên là bạn chịu thua. Không có cái trả lời nào hết. Hình như cái độ nhảy của thằng Trương nó hơi chậm sau câu hỏi hay sao á. Và anh chắc là nghĩ là hỏi câu hỏi giờ chiều về nó chiều, chắc khoảng chiều nó mới bạn Trương mới nghĩ ra được quá. Sao cảm giác em bay xuống hồ nước thấy mát không? Thực sự vui không? Không vui nhưng mà mát. Em phải cố gắng em trả lời đúng một câu, nếu em không trả lời đúng câu nào thì nó quê lắm luôn nha. Dạ. Nha. Câu hỏi thứ ba của bạn Trương. Câu hỏi này rất là dễ, mình chỉ cần sử dụng cái mẹo một xíu ha. Câu hỏi thứ ba của bạn Trương. 4 chia 3 bằng mấy, yêu cầu đáp án chính xác không dùng máy tính. Rồi, bắt đầu. Bằng 2. Bằng mấy? Bằng 2. Tại sao? 4 chia 3 là tứ chia tam, tứ chia tam là 8 chia 4 là bằng 2. Rồi, câu hỏi này rất quá bình thường đúng không? Rất là chính xác rồi, đúng rồi, câu hỏi câu trả lời rất là chính xác. Trời ơi, được câu rồi, ngon rồi. Chào quý vị khán giả, có thể câu hỏi này là rất quen thuộc, rất là dễ luôn. Khuôn Dừa cũng muốn hỏi, nhưng mà Khuôn Dừa vẫn muốn hỏi bạn Trương để bạn Trương có một cái động lực để bạn Trương thương thi đấu chứ thôi. Thi 10 câu rồi rớt hết 10 câu nó kỳ quá. Bây giờ Khuôn Dừa sẽ trao cho bạn 100.000 đô. Đó, 100.000 đô chiến thắng. Em xin câu hỏi thứ ba dành cho bạn và trả lời rất là nhanh nha. Đó, trời. Đó, trí khôn của ta đây. Vâng, trí khôn của em đây. Trời ơi, mình thông minh quá. Có thể nổ xăng rồi. Rồi, em sẵn sàng cho câu hỏi tiếp theo chưa? Câu hỏi thứ tư nha. Câu hỏi thứ tư. Vâng, em sẵn sàng. Nếu bạn nhìn thấy con chim đang đậu trước nhành cây, làm sao để lấy cây mà không làm động con chim? Bắt đầu. Cố lên, cố lên. 6 giây rồi, 7 giây rồi, 8 giây, 9 giây. Mình sẽ buộc chân con chim lại ở cái cây đó. 10 giây,
12 giây rồi, em trả lời là 12 giây nhưng mà câu trả lời của em cũng không chính xác. Bây giờ em muốn trả lời, em muốn anh nói đáp án trước hay là muốn em nhảy xuống rồi là anh nói đáp án? Để em nhảy xuống em tìm trí khôn nha. Em nhảy xuống em kiếm, nhiều khi em nhảy xuống em sẽ thông minh lên đó. Rồi mời em. Bạn Trương là một người chơi rất là vô tính, kéo cái quần lên kìa, thấy cái quần luôn kìa. Nhảy cú đẹp coi. Trí khôn của ta đâu? bạn Trương là đi đến đây á, chơi với chương trình trí khôn của ta đây. Bạn không phải suy nghĩ về câu trả lời mà bạn chỉ suy nghĩ về cách nào nhảy nhào lộn xuống cho nó vui thôi đó, rất là dễ thương. Không giấu gì anh thì trước đây không giấu gì anh với tất cả quý vị khán giả là trước đây em có trong đội nhảy cầu nhảy của cầu. Trường nhảy cầu à? Nhà mùa Euro là có nhảy cầu không? Nói chung cũng nhảy mùa Euro không? Kinh thoảng em. Rồi câu trả lời của mình là: nếu bạn nhìn thấy một con chim đậu trên nhánh cây, làm sao để nhánh cây để lấy nhánh cây mà không đậu con chim? Thì em chịu khó đợi con chim bay đi thì em lấy nhánh cây. Được chưa? Dễ không? Buộc chân vào con chim sao buộc chân chim được? Bây giờ em thoải mái chưa? Em uống nước nhiều không? Em muốn giao lưu văn nghệ tí anh. Hơi căng thẳng vậy. Giao lưu em làm bài thơ đi, làm bài thơ đi. Bài thơ hả? Nhảy xuống sông đi. Dòng sông Ly Biệt. Dòng sông Ly Biệt. Đứng trước dòng sông Ly Biệt, em cảm thấy thấy thiệt cho bản thân. Ồ, hay. Một câu thơ. Thấy thiệt. Quá hay anh ạ. Quá hay. Quá phù hợp với chương trình, quá phù hợp với hoàn cảnh của em. Rồi, rất là vui, rất là nể phục em khi mà trong vòng 4 câu hỏi thì em trả lời được một câu và em nhảy 3 câu. Trong khi đó là 3 câu em không cần trả lời, em tự giác em nhảy xuống luôn. Đó. Bây giờ anh sẽ tới câu hỏi tiếp theo dành cho em. Em sẵn sàng chưa? Em sẵn sàng. Sẵn sàng nha, cố gắng chiến thắng để giành được 100.000 đô nha. Đây, và câu hỏi thứ 5 của bạn Thanh Trương bắt đầu. Bố mẹ có 6 người con trai, mỗi người con trai có một đứa em gái, hỏi gia đình đó có bao nhiêu người? Bắt đầu. Chín người. Câu trả lời của em là mấy người? Chín người. Tại sao là chín người? Thì bố mẹ 2 người, 6 người con trai là 8 người, và một người em gái là 9 người. Mỗi người con trai có một em gái hả? Con em là quá vội vàng anh nhỉ. Nhưng diễn nhưng mà à thì là anh 2, anh 3, anh 4, anh 5, anh 6 và một người em gái. Em gái này là em của tất cả những người anh này. Vậy ha, vậy đúng không? Rồi, chúc mừng em, câu trả lời em là chính xác. Đúng rồi, thì 6 người con trai, mà 6 người con trai này có một đứa em gái. Mỗi người con trai có một em gái, giống như là 6 người, hay người ta nói 6 người em trai, anh trai có một đứa em gái, thì người ta nói là mỗi người con trai có một đứa em gái, để nhiều khi mình lầm tưởng là 6 người em con trai có thêm 6 đứa em gái á. Rồi, chúc mừng em. Chiếc khôn của em đâu? Đây, chiếc khôn của em đây. Chiếc khôn của ta đây, đây 100.000 đô. Rồi, xin cảm ơn anh, xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã ủng hộ em trong suốt thời gian vừa qua. 5 câu hỏi, anh thấy câu nào hỏi này dễ nên anh hỏi. Rồi, em đó. Câu hỏi này em đúng, em không phải suy nghĩ đau đầu như mấy câu kia anh ạ. Em chỉ dùng mới có 1/2 công lực của em thôi. Giờ em tới câu hỏi thứ 6 nha. Dạ. Câu hỏi này đơn giản lắm. Đơn giản lắm anh. Ừ. Một loại hạt quý báu nhưng lại có thể ăn được, đó là hạt gì? Bắt đầu. Suy nghĩ. Hạt gì nhỉ? Hết giờ. Sao không cố gắng để suy nghĩ một cái hạt gì đó? Một loại hạt quý báu nhưng lại có thể ăn được, đó là hạt gì? Đó là hạt trân châu. Có uống trà sữa trân châu không? Nói thật ra em cũng ít khi uống trà sữa nên không biết. Nhưng mà đúng không? Dạ đúng. Vậy thì giờ nhảy xuống dòng sông Ly Biệt. Và bây giờ là 1:30, trời rất là nắng trên đỉnh đầu. Em nói với anh rồi, em trong đội nhảy cầu. Nắng cháy đầu anh luôn rồi.
ghi hình ra không, cái game show này chắc Khương vừa đang thua luôn. Mời em. Thi khô của ta đâu. Nhảy cho đẹp nha. Anh đừng cản em. Anh đừng cản. Thôi em cứ nhảy đi, anh đâu có cản đâu. 3, 2, 1, bắt đầu. Thi khô của ta đâu. Sao? Sao em như một thằng nhậu sai vậy? Sao em giống một thằng nhậu sai quá vậy? Ai cũng nói em như vậy đó anh. Bây giờ em còn 4 câu hỏi nữa. Vâng, vẫn còn hy vọng anh ơi. Đúng rồi. Rồi thì mình 6 câu hỏi mà mình trả lời được 2 câu hỏi là quá tốt rồi. Mình nhảy có 4 lần thôi. Lạnh không? Cảm giác rất là lạnh, trời rất là nóng. Và nước ở đây nó không có động nên xuống nhảy xuống là rất là lạnh. Đó. Rồi. Câu hỏi số 7 dành cho bạn Thanh Trương. Em đưa sẵn sàng chưa? Anh đưa rồi. Rồi anh. Hot boy tự do. Hot boy tự do là mình cảm thấy 6 câu hỏi của mình như thế nào? Thực sự là đến với chương trình, lúc ở nhà em xem TV á, em xem qua kênh thì em thấy các câu hỏi của mình rất là dễ. Câu hỏi của mình rất là dễ. Thực sự là như vậy. Các câu hỏi của mình rất là dễ. Thực sự là như vậy. Em rất là tự tin với cái thành tích của em. Trời ghê chưa? Ghê chưa? Ngày xưa thì em đã đạt nhiều giải về ví dụ như đạo đức, rồi là đạo đức giải ba môn cờ vua ở hội khuyến phụ đống thành phố. Ghê vậy? Thực sự lúc em lên đây thì ghê vậy? Nhưng thực sự bây giờ em mất... có nổ không vậy? Đó. Em có nổ không vậy? Không, em không có nổ. Thật luôn hả? Thiệt. Nhưng mà sao lên đây em cho em khiêm nhường hả? Khiêm tốn hả? Cái gì cũng lần đầu anh ạ. Ok. Rồi bây giờ câu hỏi thứ 7 dành cho bạn Thanh Trương. Từ đây em... Rồi anh. Phải cố gắng trả lời. Mình phải cố gắng trả lời đúng hay sai cũng được. Có cái đáp án. Dạ dạ. Nếu mình không trả lời là mình coi như mình thua rồi. Vâng vâng. Rồi câu hỏi thứ 7 của bạn Thanh Trương. Con chó đen, người ta gọi là con chó mực. Con chó vàng, người ta gọi là con chó phèn. Con chó xanh, người ta gọi là con chó đẻ. Vậy con chó đỏ, người ta gọi là con chó gì? Bắt đầu. Thì người ta gọi là con chó bình thường. Vẫn là gọi là... À, người ta gọi là miệng. Đúng rồi. Câu trả lời của em là cái gì? Người ta gọi bằng miệng. Đó, người ta gọi được người ta gọi con chó đó là con chó gì? Chứ đừng gọi bằng miệng. Là cho... Là em trả lời sai rồi. Người ta hỏi là vậy con chó đỏ người ta gọi là con chó gì chứ đâu phải gọi bằng gì. Thì con chó đỏ, đáp án là con chó đỏ người ta gọi là con chó đỏ. Này em có trả lời gần đúng, người ta gọi là con chó nhưng mà không có chữ đỏ, em nhớ không? Rồi bây giờ em làm gì? Em làm gì với câu hỏi này? Em sẽ nhảy rồi. Thưa quý vị và các bạn, bạn Thanh Trương đến với chương trình rất là yêu thích nhảy. Bạn chỉ muốn nhảy thôi, bạn không muốn trả lời câu hỏi và bạn không hề muốn thắng giải của chương trình. Cảm ơn bạn Thanh Trương. Và bây giờ là một cú lộn mèo rất là đẹp của bạn Thanh Trương dành cho dòng sông Ly Biệt. Mời bạn. Đúng đúng. Xí khôn của ta đâu. Nhảy đẹp đấy. Em nhảy đẹp lắm á Trương. Bơi chúa. Đúng câu của anh, bơi chúa. Bơi chúa. Đúng là một chương trình hàng đầu thế giới luôn. Đúng rồi, mình phải sử dụng cái trí khôn của mình. Rồi á, nếu mà mình mấy chương trình khác á, trả lời thì thắng giải, còn trả lời không được thì thôi qua, không có gì hết. Nhưng mà đến chương trình này em được trải nghiệm, em được tắm sông đúng không? Em được trải nghiệm cái trò chơi nhảy sông nó... À, nhớ về tuổi thơ rất là vui phải không? Đồng xanh gió dù êm và mây nắng bước chân em về. Bây giờ câu hỏi thứ 8 của bạn Thanh Trương. Ôi tiền. Ha 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 ha!
gớt tiền. Thôi, Vy gớt tiền cho mê luôn rồi. Rồi. Trả lời được có hai câu mà mày làm gì? Vy gớt tiền. À, bạn Thanh Trường đã bây giờ bay gớt tiền xuống bằng máy bay xuống bằng lụm lên. Trả lời có 2 câu mà. Cố còn nhảy mà giải được. Trả lời có 2 câu mà. Được rồi. Bay 100 ngàn không? Bay theo hình như là... Ai Khương vừa ngồi đây coi hình cũng bị dạ lây bị sình hết chứ. Trả lời được có 2 câu. Rồi. Bây giờ câu hỏi tiếp theo. Em chỉ còn 2 câu hỏi nữa thôi nha. Để em bình tĩnh em. Còn 2 câu hỏi phải không? Vâng. 3 hồn trên vía về đây. Hả? 2 câu hả? 3 câu ta? 2 câu, đó rồi, còn 2 câu. 2 câu. Bạn Thanh Trương đã trải qua được 8 câu hỏi và bạn thắng được 200.000 đô. Và hiện tại là bạn đã nhảy xuống 6 lần và một lần nữa là nhảy khuyến mãi là bạn bay theo cái tờ giải thưởng. Rồi, cảm ơn bạn đã sắp về đích rồi. Và hiện tại là bạn, nếu mà bạn thắng cái này nữa là bạn có khả năng vào gala đó nha. Thắng 2 câu. Câu hỏi rất đơn giản, mình chỉ cần động não suy nghĩ một xíu thôi. Dạ. Đi chơi mình hãy mang chiếc khung của mình theo. Rồi bây giờ câu hỏi thứ 9 của bạn Thanh Trương bắt đầu. Có một bà kia không biết bơi, xuống nước là bà chết. Một hôm bà đi, bỗng nhiên tàu chìm nhưng bà không chết, tại sao? Ai cứu bà? Bắt đầu. Cứu hộ. Tại sao bà không chết, không ai cứu bà? Đâu, tại sao mà? Hết giờ. Hết giờ như bạn Thanh Trương. À, vẫn có một câu trả lời là cứu hộ, nhưng mà cứu hộ đâu đúng đâu. Tại sao bà có, không có chết một rồi? Bà kia không biết bơi. Dạ. À, xuống nước là bà chết. Một hôm bà đi tàu, bỗng nhiên tàu chìm nhưng bà không chết, tại sao? Không ai cứu bà hết. Tại vì câu đáp án của chúng ta là tại vì bà đi tàu ngầm. Bà đi tàu ngầm á, xuống dưới nó chạy ngầm quá. Xuống nước á. Nên bà không chết. Nên bây giờ câu hỏi thứ 8 là bạn tiếp tục gieo mình xuống dòng sông này. Và không biết là bạn đã có nghĩ cái sáng tạo nào ra, cái kiểu nhảy nào cho nó ấn tượng chưa ha? Bạn Thanh Trương có kiểu nhảy nào ấn tượng không? Dạ. Có cái nhảy nào ấn tượng nữa không? Có lẽ trước kia em không nên tham gia với cái đội nhảy cầu. À, bạn phải có một cái nhảy ấn tượng để bạn để lại khán giả, là ấn tượng khán giả là người chơi nhảy xuống dòng sông Lưu Điệp đẹp nhất. Một giải thưởng mà em không dám nhận. Rồi mời bạn. Bạn chỉ còn một câu nữa, cố gắng lên. Bạn Thanh Trương cố gắng lên. Bạn Thanh Trương đã làm dính sình của mình nhiều quá. Ôi em bắn vượt kìa. Rồi, mời bạn Thanh Trương. 3, 2, 1 bắt đầu. Hãy coi bạn Thanh Trương đây chứng kiến một cú nhảy lịch sử. Mời bạn Thanh Trương nhảy cho câu nhảy. Câu hỏi thứ 9 bắt đầu. Chí khôn của ta đâu? Đúng là nhảy như tấm sông luôn á trời. Thấy cưng quá à. Anh thấy em nhảy là anh nhớ tuổi thơ ghê luôn. Tuổi thơ anh cũng hay đi nhảy sông tắm vậy đó. Và cái trò chơi này là anh phát minh là dựa trên cái trò nhảy sông của anh lúc nhỏ đó. Khán giả rất là thích em với những cú nhảy rất là ấn tượng. Không có, đây là người chơi duy nhất không đầu tư cho câu hỏi mà đầu tư cho cái màn nhào lộn nhảy xuống sông. Các bạn hãy nhớ bạn Trương nha. Rồi. Vậy bây giờ em đã trải qua 9 câu hỏi. Em có nghĩ là mình bỏ cuộc chương trình không? Nếu em bỏ cuộc chương trình thì em sẽ bị mất 200.000 đô đó luôn. Đã chơi là phải chơi đến cuộc anh. Rồi. Em đã sẵn sàng. Em sẵn sàng chưa? Bây giờ là câu hỏi thứ 10. Rất là hồi hộp. Không biết là câu hỏi thứ 10 này bạn Thanh Trương trả lời đúng hay sai. Anh có thể nhanh đúng không? Cũng vừa hy vọng là bạn Thanh Trương sẽ trả lời đúng để bạn có thêm giải thưởng, để có tiền để bạn giặt vũ, rồi có tiền để bạn mua thuốc men uống. Và mọi người hãy cổ vũ bạn Thanh Trương nha. Rồi, câu hỏi thứ 10 của bạn Thanh Trương sau đây. Con gì bỏ cái đuôi thành con ngựa?
bắt đầu. Con cờ. Con cờ bỏ cái đuôi thành con ngựa. Con gì bỏ cái đuôi thành con ngựa? A. À. Con gì hết giờ? Con chữ. Anh nghĩ em nên nhảy lên đi rồi anh sẽ giải thích câu trả lời cho em. Đây là người chơi rất là xuất sắc, trải qua được 10 câu hỏi nhưng bạn đã trải qua được 2 câu hỏi và bạn nhảy 8 lần. Và Phương vừa nghĩ là bạn rất thích yêu thích là nhảy sông, tắm sông. Bạn Phương Trương rất là thích tắm sông, bơi sông. Đó, nhưng mà không phải là bạn đi chơi cái này mà bạn không mang theo trí thông minh của mình đâu, nhưng mà bạn khiêm nhường khiêm tốn và bạn thích nhảy xuống sông. Rồi, và đối với bạn tiền bạc thì rất là nhiều, bạn không có cần giải thưởng. Không phải ạ. Mời em. Hãy làm một cú thật là ấn tượng cho cái số của mình đi. Em sẽ là người chơi ấn tượng với những cú nhảy rất là đẹp, anh sẽ tổng hợp lại những cú nhảy này. Đó, và để cho mọi người nhớ về tuổi thơ. Coi chừng bay tờ tiền nha. 3 2 1 bắt đầu. Gieo mình. Chiếc hôn của ta đâu? Bạn Thanh Trương đã thả trôi theo dòng nước. Đó. Bạn chơi chương trình này rất là vui, với một tâm thế rất là vui, rất là thoải mái, rất là sảng khoái. Em nghĩ sao khi mà em là một trong những người chơi mà trả lời được ít câu hỏi nhất và nhảy xong nhiều nhất? Em cảm thấy khá buồn. Có gì đâu mà buồn. Nhiều khi sở trường của em là nhảy xong chứ không phải sở trường của em là trả lời câu hỏi. Và câu hỏi vừa nãy là con gì bỏ cái đuôi thành con ngựa? Đó là con mèo. Vì mèo là mão, bỏ cái đuôi là bỏ chữ O thành chữ mã, là mã là con ngựa. Lúc của em. Em có nghĩ ra chưa? Lúc đáp án cuối cùng của em là bỏ chữ ý. Bỏ ý chữ là không? Bỏ chữ ý là em cho cắt. Đúng rồi. Nhưng mà không nghĩ ra con mèo phải không? Rất là đơn giản mà. Sẽ bỏ chữ nhưng mà chưa nghĩ ra là con mèo. Em nghĩ ra con gì phải không? Con cờ phải không? Rồi, hôm nay đến với chương trình thì một triệu đô thì bạn Thanh Trương chỉ nhận được có 200 đô thôi, 200 ngàn đô thôi, bạn Thanh Trương là không có nhận. Bạn Thanh Trương chỉ cảm thấy rất là vui khi bạn được nhảy xuống sông. Đó, bạn rất là vui khi bạn được nhảy xuống sông, bạn quay về tuổi thơ bạn. Và hôm nay Khương vừa sẽ tặng cho bạn một bịch sữa tắm với là một bịch dầu gội, và bạn đi tắm rồi nha cho sạch sẽ. Và chúc mừng bạn là người chơi mà tệ bạc nhất chỉ có được chỉ trả lời được 2 câu hỏi và bạn phải nhảy xuống dòng sông tới 9 lần, tại vì có một lần nữa bạn nhảy theo tờ tiền của bạn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình Chiếc Khôn Của Ta Đây, phát sóng vào lúc 20 giờ thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên kênh Khương Dừa. Hy vọng là mọi người tiếp tục ủng hộ kênh Khương Dừa và chương trình nha. Xin chào tạm biệt mọi người đi. Xin chào tất cả, xin tạm biệt tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong một video tiếp theo.